Miu xin chào anh ạ. Hôm nay thì bên nhà Miu rất là vui mừng, bây giờ là ngày 1 đầu tháng âm lịch năm 2022, lại được chuyển chọn một đơn hàng cho anh trai. Đây là anh Nguyễn Quang Trung, địa chỉ tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Lời tiên cho Miu xin gửi lời chúc đầu tháng tới toàn thể quý khán giả anh em. Chúc anh em đầu tháng may mắn, sức khỏe, hạnh phúc. Thì ngày hôm nay thì bên em tuyển chọn cho anh trai tên Trung với địa chỉ tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, một cặp loa MRX515 mệnh danh công chúa anh em nha. Và cặp loa này thì có đặc biệt hơn một chút là MRX515 thì đôi này là đời củ to anh em nhá. Hàng thì bên em có chuẩn kỹ đẹp lung linh cho anh rồi. Bác với anh em biết đối với công suất của loa MRX515 thì khởi động của loa là 400W, trung bình 800 và cực đại lên 1600. Cái loa này thì anh em nghe hay, bay đẹp. Okay. Anh em có thể dựng chất cọc được anh em nhá. Clip ngắn để tiếp thị giới thiệu tới anh Trung. Và hình ảnh bên em cũng đã chuyển kỹ cho anh Trung rồi. Nó xin chào, cảm ơn tất cả anh em. Xin chào anh em nhé. Xin phép giới thiệu tới anh em, đây là không gian của nhà Đại Gia Hùng, có địa chỉ tại Thanh Hà, Hải Dương. Combo đẳng cấp luôn. Thì ngày hôm nay thì bên em đang thực hiện các ngoại cấu hình cao kiềm thành với cặp loa 4732X kết hợp với cặp 4718X đỉnh cao. Và hệ thống dàn máy thì anh em có thể ngắm qua, nhìn về cái thiết kế của hệ thống này. Hai cục đẩy Crown Macotech 3600VZ, một vang số cao cấp AP9820 là mã, một lọc Mỹ, bộ mic BF Audio G1 cao cấp và một quản lý nguồn có cả lọc điện của DBL Tech. Dàn máy này thì anh em có thể nhìn đánh giá là vừa nghe nhạc vừa hát cao kê đấy, quá đẳng cấp rồi. Đây là không gian của nhà xếp tổng này. Thiết kế một ngôi nhà thực sự nói là hiện đại đẳng cấp anh em nhé. Đấy. Và Hiền Miu cũng tư vấn là kê một bộ dàn máy nó phải đỉnh cao luôn. Đấy. Bộ cộng đồng ấy đã hàng trăm triệu rồi. Đấy. Chuẩn bị hoàn thiện nhà mới thì trước khi chuẩn bị hoàn thiện nhà mới thì anh Hùng cũng đã phải chuẩn bị cho mình một bộ loa máy cao cấp luôn. Đây là một căn biệt thự mang chất thời thượng hiện đại anh em nhé. Hệ thống từ đèn trang trí trong nhà ngoài trời là bố trí toàn đèn hiện đại cao cấp thôi. Cũng như một cái đèn này có thể anh em mua chỉ vài triệu, như ông anh này mua phải vài chục triệu. Ok, cho ai tiếp khách. Đỉnh cao luôn. Không chịu được bộ này luôn. Bố trí 3 tầng. Bộ này thì anh em chắc chắn là nếu mà xác định là cứ cắm vào là nghe nhạc và hát karaoke dạng như là phòng hát trên cả chuyên nghiệp rồi anh em nhé. Thì lưu giữ tình cảm của anh Hùng dành cho anh em Hiền Miu, cũng như là lưu giữ một hình ảnh của những bộ cấu hình cao kỳ cao cấp này. Đôi 4732X cũng phải chuẩn chọn kỹ cho ngay súp vậy, đồ tây bãi. Chơi những đôi này thì nó thứ nhất là độ vĩnh kỳ đủ cao, độ bền. Ví dụ như cái phòng này mà mình bố trí 4 loa chuyên nghiệp thì không thể bằng một đôi này được. Cả súp ơi. Okay.
Cùng vượt thiếu hoa vàng mừng xuân.
bé xin nhìn nhìn.